Tôi nghĩ chắc hồi xưa anh cua được chị nhà chắc cũng nhờ nụ cười này phải không anh Ma? Đúng không? Ngoài nụ cười này ra anh còn bí quyết gì nữa không? Bí quyết cô gái thì tôi không thể nào chia sẻ được đâu. Sao vậy? Giấu nghề. Vậy cái khoảng thời gian mà anh từng cua chị nhà đó, đối với anh có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất hay không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất đúng rồi, kỷ niệm đáng nhớ nhất. Lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi, vợ tôi hỏi là tôi hút thuốc nhiều lắm hả? Vậy là chị nhà hỏi anh hút thuốc nhiều lắm rồi anh trả lời sao? Tôi trả lời thật, tôi nói là tôi hút thuốc rất nhiều. Rồi vợ tôi hỏi ngày anh hút mấy gói, tôi nói một gói. Chà, vậy là anh hút cũng nhiều đó. Rồi chị hỏi sao nữa anh Ma? Rồi vợ tôi hỏi một gói bao nhiêu tiền, tôi trả lời là cũng rẻ 20.000 thôi. Vợ tôi hỏi anh hút bao lâu rồi, bao lâu anh Ma? Tôi trả lời tôi hút 15 năm. Cái vợ tôi chửi tôi là đồ điên. Anh có biết là nếu anh không hút anh có thể mua được một chiếc Liberty hay không? Cái tôi trả lời như vậy nè. Trả lời phải hay anh Ma. Tôi nói á, tôi hỏi ngược lại là em có hút hay không? Cái vợ tôi nói dĩ nhiên là không. Cái tôi hỏi ngược lại vợ tôi là nếu như em không hút thuốc thì chiếc Liberty của em đâu? Vậy là vợ tôi đứng hình luôn. Chuyện này mà anh cua được chị nhà nha. Sao nữa anh Ma? Có lần vợ hỏi tôi là tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào, hình trả lời sao? Tôi nói là anh yêu em như kem yêu tủ lạnh, như trời xanh yêu mây, như như cây yêu đất, như tất yêu dài, như chài yêu cối, như gối yêu chăn, như khăn yêu cổ, như tổ yêu chim, như kim yêu chỉ, như là khỉ yêu cây, như mây yêu gió, như chó yêu mèo, như kẹo yêu cột, như thằng chột yêu con mù, như thằng gù yêu con thấp, như thằng hấp nó yêu con hâm, như thằng khâm nó yêu con điếc, như con cá giết yêu con caro, như thằng rồ nó yêu con dại. Đại khái là anh yêu em đó vợ, thôi lấy anh làm chồng ha. Vậy thôi, đơn giản rồi phải không? Vậy là tôi hốt được vợ tôi, bây giờ tôi thành tổng thống mà giờ hết rồi. Anh đúng là cao thủ thiệt anh Ma. Cao thủ. Vậy còn kỷ niệm nào đáng nhớ nhất nữa không vậy anh Ma? Kể ra hết nghe chơi. kể hết thì kỳ lắm. Có gì đâu kỳ, kinh nghiệm anh Ma, kể nghe chơi. Có một câu chuyện này tôi không thể nào quên được. Tôi nghĩ chính vì câu chuyện này mà chắc anh chọn cô ấy làm vợ luôn, có phải vậy không anh Ma? Đúng vậy, chính vì câu chuyện này. Vậy thì anh cứ trải lòng với mọi người, anh kể câu chuyện này cho mọi người nghe đi anh Ma. Hôm đó vợ tôi đang đứng ở ngoài đường nghe điện thoại, rồi bị một đám cướp kia rồ xe tới. Nó giật mất cái điện thoại của vợ tôi. Tối hôm đó tôi qua nhà thăm cô ấy, cậu nói là mới bị giật cái điện thoại. Có nghĩa là chị nhà đang đứng nghe điện thoại ngoài đường rồi bị bọn cướp nó giật điện thoại phải không? Rồi sao nữa anh Ma? Tôi mới móc cái điện thoại của tôi ra. Anh móc điện thoại anh ra rồi sao nữa? Có nghĩa là anh móc cái điện thoại anh ra rồi anh định khoe cô ấy là anh còn cái điện thoại của cô ấy, mất cái điện thoại. Có nghĩa là nghĩa là anh đang chọc quê cô ấy là anh còn điện thoại của cô ấy, mất điện thoại, có phải vậy không? Có nghĩa là cô ấy đừng xài điện thoại nữa. Không, để tôi kể hết đi, anh kể tôi bị em bà ông à. Có nghĩa là tôi móc điện thoại tôi ra, tôi định lấy cái điện thoại của tôi tặng cho cổ, là tôi lấy điện thoại tôi tặng cho cổ thôi. Cái cổ cảm ơn tôi, cảm ơn nhiều lắm. Xoay quanh chuyện đó cho nên chị nhà yêu anh phải không? Cũng hơi đúng. Vợ tôi nói là anh khờ quá đi, anh cái gì cũng hấp tấp hết. Em nói là em bị giật điện thoại. Tiếng ngoài chị giật điện thoại nên cho điện thoại chỉ yêu anh phải không? Không phải đâu, vợ tôi giật lại được, không có bị mất, nhưng mà do tôi nghe không rõ, nghe không hết. Rồi sao nữa anh Ma? Cổ có hai cái, nhắc lại mà còn tức. Tôi có tưởng được vợ tôi mất, rồi tôi lấy điện thoại tôi cho vợ tôi. Cuối cùng chỉ giật lại được. Chính xác. Vợ tôi nói tôi thương người quá, với nỗi nếu còn điện thoại xài. Có vẻ như anh chiều vợ anh dữ anh Ma. Yes yes, tôi chiều vợ tôi lắm. Còn kỷ niệm nào nữa không anh Ma? Còn chứ, có lần vợ tôi hỏi tôi là anh có thể chuyển hàng từ Mỹ hay anh về Việt Nam được hay không? Tại vì vợ tôi có người thân ở Việt Nam á, tôi nói chuyển được tốt luôn. Trời, chuyển hàng từ Anh Mỹ về Việt Nam là mắc lắm anh Ma. Đâu có anh bậy rồi, tôi sử dụng ship hàng ebay.com rẻ rề à. Mua hàng từ Mỹ hay từ Anh về Việt Nam giá chỉ 10 đô trên một ký, và được miễn phí mua hộ khi mua sản phẩm trên ebay nữa. Mấy cái chỗ khác nó tính từ 3-5% giá trị hàng hóa lận. Ủa, hàng gì nhanh đâu anh Ma? Khoảng 20 ngày ha, tôi chỉ cần lên ship hàng ebay alo một cái rồi người ta chuyển hàng cho tôi nhanh gọn lẹ. Thiệt hả anh Ma? Nói thiệt mà, chắc đây cũng là một trong những lý do mà chị nhà thích anh đúng không? Như vậy rồi, vợ của tôi rất thích săn mấy hàng độc, nhất là mấy cái mặt hàng có trên ship hàng ebay. Nhưng mà ship hàng từ Anh Mỹ về Việt Nam giá có 10 đô một ký thì không? Đừng, cái từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ biết nói dối, nhất là khi anh có con rồi. Đừng nên nói dối với nó. Con anh có nói dối lần nào chưa? Tôi kể thêm một câu chuyện này cho anh nghe. Anh kể. Vậy tôi kể ha. Có lần tôi hỏi con tôi là con tin là có ma hay không? Ngay cả tôi còn không tin mà. Đúng. Con tôi nó mới trả lời là trên đời này làm gì có ma hả ba? Rồi nói gì tiếp anh ba? Tôi mới nói nó là tại sao tuần vừa rồi con xin tiền ba đi đám tang cô giáo, mà tại sao sáng nay cô giáo lại đến nhà gặp ba. Thì chưa nhiều lúc tôi cũng bó tay với thằng con trai của tôi luôn. Ngờ y chang cha đó.